Hôm nay là chiều 30 rồi các bạn, thì bây giờ mình sẽ đi vô cái vườn hoa. Thì buổi chiều là cái thời khắc mà quay là cảnh đẹp nhất. Đây là phía xa xa là chuẩn bị là hoàng hôn buông xuống đó, các bạn thấy không? Đó, hoàng hôn buông xuống, bây giờ thì khoảng giờ 4 giờ rồi. Thì bây giờ mình sẽ đi vào cái khu nhà sách. Thì đây là cái đường Trần Phú, mé bên kia là con đường Quang Trung. Nó có cái vườn hoa của thành phố ngay chỗ cái bãi trước đó. Nhưng mà bây giờ tối nay thì người ta tổ chức bắn pháo hoa, nên chính vậy mình phải đi một cái đường vòng thì mình vô đây được. Đây cái khu vực bắn pháo hoa phía trước mặt đây. Và bây giờ mình phải đi đường vòng. Mình đi dọc khách sạn Rest đó, đường Lê Quý Đôn, để mình vào cái khu chợ hoa. Mời các bạn đi theo chân mình nha, để mình coi cái cảnh nhộn nhịp xuân 30. Nay là ngày 30 rồi, mai mùng 1 rồi. Và mùng 1 mình giống như là hết Tết rồi đó. Cây dừa đẹp quá. Mình nhìn một tí biển phía trước mặt biển à. Rồi các bạn đi với mình nha. Qua đường đi đâu? Đâu mình đi một vòng. Mình đi một vòng chứ ở đây người ta không cho qua. Tối đây thì ở Vũng Tàu thì bên kia chợ hoa, còn bên thì đâu bên cái nhà Pháp đây là tổ chức ca nhạc. Hai đi con, hai bé Sunny, con gái của mình, đi chơi với ba. Đây là khu khách sạn Red, đây phía trước mặt chúng ta đó là khu khách sạn Red. Khách sạn Red, trời cái bàn này hay quá, cái bàn này là cổ luôn đó, 2 tỷ cái bàn này, 2 tỷ á. Thôi đi con, đâu ý ba nói cái bàn nè, con thấy cái rễ không, nó sần sù, con thấy không đẹp không, nó quá đẹp luôn. Rồi thôi mình đi, đi con. Rồi mình sẽ đi lanh quanh nha các bạn. Mình đi bộ thì có thể là hình ảnh như nó nét hơn thì phải. Đi xe thì nó nhanh quá nên hình ảnh nó có vẻ mờ. Rồi mình tạm ngưng nha, một lát qua hoa, vườn hoa thì mình sẽ quay nhiều hơn. Rồi tạm ngưng. Đi mé này nè. Em đó đi cái mé ở đây nè. Trời ở đây một cái cảnh, cảnh phía trước mặt chụp hình là đẹp luôn đó. Quá đẹp luôn cái nhà. Cái cư ót người Pháp, cái bio chứ Pháp đẹp quá, cây sứ nè, rất là lâu năm rồi. Hồi nhỏ thì ở đây nó có cái trượt patin nè. Nếu các bạn sống lâu ở Vũng Tàu á, mình biết trượt patin lúc đó hình như năm 80 mấy, năm 1980 mấy thì phải. Mình có trượt patin ở đây. Rồi phía trước mặt chúng ta đó là cái khu vực đường sách, dọc đường Nguyễn Thái Học đó, bây giờ là con đường Ba Cu đó. Phía trước mặt chúng ta đó là bãi trước. Nếu mà các bạn nếu mà có rảnh đó thì các bạn ghé đây nè, các bạn chụp những cái tiểu cảnh ở đây cũng rất là đẹp nè, nên thơ lắm. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua bên nhà sách mình tham quan nha. Ở đây một cái nét mới các bạn thấy không, toilet công cộng là ở đây nè. Một nét rất là mới. Rồi đây là cái khu, cái khu vườn hoa đây, cái khu vườn hoa đây bây giờ mình dẫn vô các bạn. Ở đây bắn pháo hoa hay em? Đúng rồi. Cảm ơn em. Rồi mình sẽ vô trung tâm vườn hoa ở
khu vực bãi trước. Mấy bữa mình quay cái clip này vào buổi tối rồi à, nhưng mà mình muốn gửi các bạn những hình ảnh ban ngày nhìn nó sặc sỡ, nó đẹp hơn. Và nếu mà quay phim đó thì một là chúng ta có một cái buổi sáng và buổi chiều 4 giờ đến 6 giờ hoặc là khoảng 5 giờ sáng đến khoảng 7 giờ thì cái ánh sáng là đẹp nhất, nó rạng rỡ nhất. À, ở đây có những cái đèn nè, mấy bữa mình tối mình quay cho các bạn xem rồi đó. À, nó có rất là nhiều màu. Rồi, đi lanh quanh. Cảnh mọi người du xuân ngày 30. Ở đây có những con cù nè. Đẹp quá. Đây là cái quang cảnh công viên 30, ngày 30 bãi trước nha các bạn. Rất là đông, người ta đi du xuân. Mình sẽ đi lang thang lên cái khu vực trước mặt nha. Rồi ở trên trận có cái gì mấy bữa thì cái lễ khai mạc đó thì buổi tối thì người ta không cho lên. Bữa nay mình sẽ đi lên đây. À, trong đây nó có cái lồng này nữa. Thì bây giờ mình lăn quanh ở đây cái đã. À, mấy bé múa lưng, lưng phía trên. À, cái đó, mấy bé múa lưng phía trên, rồi ở dưới đây. À, mời các bạn đi theo mình nha. Để coi cái cảnh trí hoa. À, xin lỗi. À, khi mà mình đến với Vũng Tàu đó, cái biểu tượng là ngọn hải đăng đó các bạn, thì năm nay con chó thì cũng rất là khó làm, nên chính vậy chúng ta ở đây họ làm cái ngọn hải đăng để biểu tượng ở Vũng Tàu. Thì nếu mà giả tiện mà làm dậu, con gà hoặc con rồng hoặc là những con khác rất là dễ làm, nó hùng dũng hơn. Con chó thì nó nói chung là cái hình mẫu rất là khó làm. Đây cái cảnh nè, đầy sắc xuân. Rồi các bạn đi lanh quanh với mình nha. Cái khu này đẹp quá. Buổi tối cũng lung linh lắm, ban ngày càng sặc sỡ hơn, sắc hoa. Rồi mình vô cái khu hoa đào Nhật nè. À, cái núi kia người ta làm bằng cái rơm cá đó. À, mọi người chụp hình nhiều quá. Rồi anh giờ đi qua mé bên đây. Anh cái khu trên đây nè. Hoa đào rất là sặc sỡ. Cho nó ăn, ta cho bà bái.
đông quá, khó quay quá các bạn ơi. Cứ đi đâu đụng tới nhiều người bắt đầu là xin lỗi. Đây là cái cổng Yêu Vũng Tàu 2018 mà cái mé bên đường Lý Tự Trọng đó. Chúng ta nếu mà đi đường Lý Trọng bây giờ, hồi xưa là Phan Thanh Giản đó, thì chúng ta đi thẳng ra cái cổng này. Đây, những hình ảnh Tết Vũng Tàu đây, đón xuân lung linh rực rỡ, sắc xuân khắp nơi. Nếu mà các bạn coi cái clip này thì các bạn cho một cái lời bình nha. Coi cái năm nay thì công viên bãi trước nó như thế nào. Theo mình nghĩ thì nói chung đẹp nhưng mà nó cũng hơi rối. Nó rối làm sao đó. Nhưng mà dù sao đi nữa, ở đây là sắc xuân. Cái khu này đó là họ làm bằng mây che lá nè, họ dựng ở trên là cái ngọn hai đăng. Trong đây là có nhiêu đó thôi. Rồi chúng ta lại tiếp tục qua cái khu này. Bây giờ mình đi qua mé bên kia của công viên. Cái công viên này nếu mà các bạn đi chơi thì nó mở suốt luôn của tháng giêng luôn nha các bạn. Các bạn sẽ ghé đây chơi, chụp hình thì mình hy vọng rằng coi như những ngày hoa lá cành này sẽ sặc sỡ thì các bạn sẽ thích ở công viên này. Ở đây có mấy cái chú đót đây, chú bóc chó đốm. Rồi đây là khu vực thiếu nhi. Các bé sẽ vui đùa trong cái thảm cỏ này các bạn. Ở đây rất là rực rỡ, có bạch tuyết, bảy chú lùng và có những bàn tay khổng lồ. Chào xin đi. Các bạn thấy đẹp không? Quá đẹp, quá sặc sỡ luôn. Rất là tuyệt vời cái khu vực này. Ở đây có một cái mô hình nho nhỏ xương rồng của cái miền Trung Nam Bộ đó, Ninh Thuận đó. Hoa sương rồng phía trước mặt nè. Đông quá, bây giờ mình đi ra quay một tí biển cho gửi đến các bạn. Bãi trước vì không có biển thì đâu phải là bãi trước, Vũng Tàu không biển là đâu phải Vũng Tàu. Hình ảnh ở đây đẹp ha. Đó thì một cái vài hình ảnh để gửi đến anh chị và các bạn để coi Vũng Tàu cái vườn hoa xuân 2018 nó như thế nào để các bạn hình dung ra. Đặc biệt là những anh chị ăn Tết xa nhà, thấy những cái hình ảnh này thì ấm lòng hơn. Và hiện tại là bên phải Sydney đó, thì bây giờ người ta chặn lại để tối nay bắn pháo hoa nè. Quân đội họ chặn lại để họ làm dàn pháo hoa để họ bắn. Đây một hình ảnh rất là nên thơ, sóng biển xa xa là ông mặt trời từ từ lặn xuống biển. Một hình ảnh rất là đẹp. Qua wow, ngẩn với cái cảnh này.
quê mình đẹp không? Quá đẹp luôn. Đây là cảnh mọi người tắm nè, đa số là người dân địa phương họ tắm biển ở đây. Hồi xưa nhỏ mình cũng tắm biển đây rất là nhiều, chứ mình ít là bãi sao lắm. Một tí biển cho các bạn xem. Bây giờ cái ánh sáng của ánh mặt trời ống ánh dưới nước kìa, sóng vỡ xô bờ cát lao sao, hình ảnh rất là đẹp. Mình sẽ quay cái này hơi lâu chút xíu. Một hình ảnh nên thơ đẹp quá. Thử một tí zoom nha. Zoom nó cũng không đẹp mấy. Đó hết vậy. Cảm ơn các bạn đã xem cái clip này, và mình có một cái tí cái hoàng hôn để gửi đến các bạn trong cái clip này, và đặc biệt là cái lễ hội vườn hoa xuân ở thành phố Vũng Tàu. Rồi cảm ơn các bạn, bye 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 bye, hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau. Bye bye đi con. Trước mặt chúng ta đó là cái hình ảnh biểu tượng ở Vũng Tàu, đó là con thuyền ra khơi. Và đây là vườn hoa Vũng Tàu 2018 ở khu vực bãi trước. Nếu các bạn có ra Vũng Tàu chơi thì các bạn hãy ghé nơi đây. Hình ảnh thì trong clip rồi rất là đặc sắc. Rồi cảm ơn các bạn đã xem cái clip của mình. Hy vọng rằng mang lại một số điều thú vị cho các bạn. Rồi để ủng hộ kênh, các bạn like, share, comment, góp ý, và đặc biệt đăng ký kênh. Bye bye.